đuổi trâu nó thấy tan quang xâm làng, thì hết con trâu này thì sẽ tan quang xâm làng. Còn thêm là vị tri Phật thầy Thế An đó, ông cho biết là xâm tiền mỹ thuận bắt cầu, núi lắm núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, mà cách đây là 150 năm đó mà hiện bài có sự thật là con sông tiền mỹ thuận bắt cầu quý vị. Nghĩa là con sông lớn vậy mà thế mà sông tiền mỹ thuận bắt cầu rồi thì núi cấm quá lầu lộ vẻ ngày nay, thì tôi đến cái ngày lễ qua đại hội. Còn thêm nữa là cái năm quan trọng năm tới này thì theo mà là tiêu chí của ba đó là Phật độ cho mắt con trâu thôi, thì tam thân xuất hiện đâu đâu giữ mình, là muốn nói tới ba tiếng nổ. Tại sao mà bây giờ chúng tôi lại nói thêm như vậy, là tại vì cái thời gian nuôi dưỡng của thầy đã hết rồi, đã 81 năm là tròn lại 80 năm rồi, là Phật Thích Ca Mâu Ni niệm nhập cái bàn 80 tuổi thì đức thầy như chúng ta cũng không còn nuôi dưỡng nữa. Mà không phải riêng nước Việt Nam chúng ta mà năm châu thế giới, đức thầy cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát mà cùng xóm làng thưa thớt quận yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu thì nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải, dùng thép màu lập lại tương ơn. Nên là tiên tri của thầy cho biết đó là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng cao thăng nhìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá tin lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chú Tư, và hôm nay con và Châu Phú xuống đây để có dịp trước là thăm chú, và sau thì có một số chư đồng đạo nghiên cứu qua sấm giảng đức thầy nhưng mà cũng chưa thông đạt được về những cái câu mà đức thầy đã để lại cho tín đồ. Và hôm nay sẵn có dịp đến thăm chú và nhờ chú giảng giải qua những cái đoạn cũng như đức thầy nói là tam châu hữu ngạn lũy nhỏ xa, thập bát chi văn động văn qua đó chứ, nguyên một đoạn văn đó là ý cái câu đó đức thầy nói về cái gì và tương lai mai hậu nó sẽ diễn biến ra sao, thì cũng nhờ chú Tư quan hỷ chia sẻ cho đồng đạo con nghe chung. Và con thành thật tri ân và Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính đức Phật đức thầy, kính trình chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa chư vị đồng đạo xa gần kính mến, cũng như cháu Hậu và cháu Châu Phú và mấy cháu tu sĩ nương náu nơi chỗ chú Tư tạm thời làm rẫy và để lại tu học. Thì được cái nhân duyên hôm nay thì cháu Thành Hậu cũng như cháu Phú đến thăm chú Tư và cũng hỏi trong cái bài lễ tâm châu mà đức thầy đã báo trước những cái ngày chúng sanh đang vào một giai đoạn cực kỳ khổ và chúng sanh phải chịu cái trả quả trong cái thời kỳ sắp tới này, thì phải còn biết bao nhiêu những cảnh lầm than thống khổ nạn đói diễn ra, rồi bệnh dịch cúm corona, rồi bây giờ thêm cái Omicron. Mà bây giờ năm châu thế giới đang nghiên cứu hết thuốc này đến thuốc khác, đang vào cái bệnh khổ cực kỳ và không biết chữa thế nào để rồi qua khỏi những cái bệnh dịch. Vì thì hôm nay được cái nhân duyên mà chúng ta hội ngộ nơi cái đạo tràng ở nơi đây để chúng ta nhắc nhở qua cái chân lý đức thầy, thì lời nói đầu tiên của tôi là xin gửi đến toàn thể đồng đạo chúng ta xa gần nói chung và nói riêng, thì kính đến đồng đạo Thành Hậu cũng như đồng đạo Châu Phú. Thì phải nói rằng là trong cái clip video hiện nay các cháu làm clip rất là nhiều, nói chung ra là từ cái lĩnh vực chỗ này đến cái chỗ khác, từ đồng đạo này đến đồng đạo khác, mục đích không gì hơn là chúng ta làm với cái bổn phận tuyên dương chánh pháp của đức Phật đức thầy và làm sao cho mọi người được giác ngộ cái chân lý để trở về bản tánh chân như cũng như là thiện tri đức thầy để chúng ta dự hội long hoa. Đó là cái trách nhiệm mà mỗi người tín đồ chúng ta phải làm theo lời chỉ dạy của thầy, là chớ chia rẽ hãy đồng tâm lực khu dụng vàng đến thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường nguyên nguyên, hay là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng. Chính vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ, ngài đã hy sinh trọn cuộc đời
là non tuyết rèn ra Bắc Chánh Kìa và tìm đạo lý hiến cho chẳng thấy đức thầy kính yêu chúng ta hôm nay là hiểu lão sĩ ra đời thực tế mà đem lời vàng dạy dỗ như trần. Đây là những lời vàng son châu ngọc mà mỗi người tín đồ chúng ta phải tin tưởng rằng là kim ngôn ngà ngọc đó, thì ngài đem đạo lành ban rải nơi nơi mảng trời trong bá tánh thảnh thơi khắp vô biển liên dây hòa hảo. Phải nói rằng là lời tiên tri của thầy, lời dự bảo của thầy không phải riêng nước Việt Nam chúng ta, mà năm châu thế giới bây giờ thì nói chung ra ai ai cũng đều nghiêng trở về chân lý đức thầy, và có những cái thư viện mà ai ai cũng phải đều công nhận lời đức thầy tiên tri và dạy bảo thầy quá sâu sắc, và không biết bao nhiêu những cái việc mà làm than thống khổ mà đức thầy đã chỉ dạy hết cho chúng sanh khi ngài mới ra đời dạy đạo. Từ cái bài sứ mạng cho đến cái quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư thì mới có quyển nhất mà đức thầy cho biết là mèo kêu bá thánh lao sao đến chừng rồng rắn báo đào chỉnh ghê, con ngựa lê đá con dê cách trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xói xào canh phia gà gái máu đào mới ngưng. Thì vào nghĩa là 1945 thì ngưng tại ngay lúc đó. Thì lúc bây giờ là khi mà vào ngày 24 tháng 4 năm Mất Dậu ngày 1945 thì đức thầy đã cho biết là nhật đạo chánh pháp, mà đức thầy còn nói là 12 giờ khuya là nhật đạo chánh pháp. Nói với ông Lâm Thư Cô và tất cả những anh em đạo thì lúc bây giờ là pháp đó, thì ở nghĩa là làn đường mà chưa gặp thần nhật nào, nhưng mà tất cả anh em đồng đạo có chờ đợi coi đúng 12 giờ khuya thần nhật đạo chánh pháp như thế nào. Thì 11 giờ 50 phút mà chưa thấy trơn, thì nhiều anh em hỏi đức thầy chưa thấy gì, thầy nói trước giờ phải giờ mà sau giờ phải là giờ, đúng 12 giờ thì nhật đạo chánh pháp. Thì khi mà nhật đạo chánh pháp rồi đó thì nói chung ra đó là đức thầy cho biết đó là nhật nó qua ăn hết nửa con gà, nhưng mà cái nhân duyên đó thì nhật ủng hộ đức thầy để ủng hộ đi khuyến nông 107 chỗ, và đức thầy nghĩa là nhờ cái cơ duyên đó mà truyền đạo. Thì đến cái tháng 8 của năm Mất Dậu, từ lúc bây giờ là Mỹ nó bỏ hai trái bom đồng minh lên Nhật đó, chỉ có hai trái thôi mà thế mà Nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện. Từ lúc đó là cái nạn đói ở miền Bắc đó thì chết trên 2 triệu người, và cái bệnh dịch tả lúc bây giờ là lan tràn khắp nơi đất nước Việt Nam chúng ta. Và chung ra là Mỹ nó chỉ bỏ hai trái bom đồng minh lên Nhật thôi, cái đảo Trường Kỳ thôi, thế mà ở đây cái số lượng người chết chung không được. Như thì bây giờ đó là như vậy, thì bây giờ đó là chúng ta trở lại cái thời kỳ này qua lời tiên tri của đức thầy là đau nhiều chứng dị kỳ có kể, thì chúng ta đã thấy có đau nhiều chứng rồi. Rồi bây giờ thêm phần thứ hai là ngài còn tiên tri cho biết thêm là nghèo với đối từ đây sẽ biết hàng ngoại bang bố thiết ta hoài phiên bá gia ráng miệt mài giàu đất huyết cũng mau cần kiệm lời ta dạy hãy mau suy nghiệm phải bá tan ngũ quẩn trong mình thử tham sân ý muốn mật tình mà ráng định tánh trừ cho được vậy. Thì tham sân si nhân ngã là đức thầy cho biết là tham sân si cho để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Trong cái thời kỳ vũ hạng quan mật pháp này là chỉ con đường là duy nhất cuối cùng là chúng ta chỉ quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Chứ còn nếu chúng ta không quay về con đường Phật pháp thì phải lâm tai nạn thôi. Thì bây giờ Phật từ bi đó là độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Giờ này là cái giờ cao điểm của đạo, nhất là cái thời kỳ này chỉ con đường đạo là con đường tột đỉnh nhất, trong con đường nào khác hơn. Nên đức thầy đưa ra cái bài tình yêu mà chỉ có tình yêu đức Phật là cái tình yêu nghĩa là tột đỉnh thôi, chứ không có tình yêu nào mà hơn cái tình yêu của đức Phật hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể liệt quý vị đồng đạo kính mến, trải qua những cái thời gian 82 năm trôi qua mà đức thầy kính yêu chúng ta đã vì chúng sanh mà ngài chẳng nở ngồi nữa, có vị được hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi những chốn hồng trần này chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa trang thương bất tánh tới hồi tai họa Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hậu long hoa chọn cái đứng tu hành cao con quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn đi giáo truyền đại đạo và định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa toàn thể lưu vị, những thời gian chúng ta đang chờ đợi và phía trước đây là những lời tiên tri của Phật Thánh Tiên. Ngài ra đời dạy bảo thời gian nuôi dưỡng chúng ta đã quá dài dặn, và hôm nay là
đã 8 năm 20 năm trôi qua, thì những diễn tiến sắp tới đây là những ngày khổ chung cho nhân loại, mà Đức Thầy cho biết là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than nghe gió dắt khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu, người lương hiền chờ giọt mưa ngâu, mà kẻ bạo ngược thừa cơ nguy thủ lợi. Chúng tôi toàn thể lực quý vị, nếu thấy thời gian ấn định thì chúng ta đang ở vào vị trí là cực kỳ, mà chúng sanh phải gánh cái đại quả là phải trả quả, mà trả quả kỳ này không phải là trả quả đơn giản được, mà Đức Thầy cho biết là kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Theo lời tri tiên tri cuốn ba là trong cái phần tam sử, bây giờ chúng tôi muốn nói lại cái tam sử. Cái sử thứ nhất á là tiền sử lăng trái mai hàm. Ngày xưa Đức Cố, Đức Nguyễn và các trăm quan các ngài khi pháp tới đô hộ thì các ngài đã quấn pháp, thì không biết bao nhiêu trận, mà cái trận về để thưa là Đức Cố vắng mặt vì dẫn binh sĩ đi, thì cái trận cuối cùng đó là Đức Cố đã cùng đường, thì ngài có nước lên và ngài giá năm chiều hỏi này năm chiều số thần, ta vì bản sự đất nước đã cùng đường rồi, mà ngươi vì cái sức mạng lớn lao do là sau này thì ngươi hãy xuất hiện và dọn đường cho binh sĩ đi. Thì lúc bây giờ là năm chiều xuất hiện và dọn đường cho binh sĩ đi, lúc bây giờ là Đức Cố vắng mặt ngay từ đó. Như vậy thì bây giờ đó là cả cuộc gia đình của Đức Cố Nguyễn và kể bà Cố và kể ông Hai và kể như là ông Tư Trái cũng đã chết trong tù, thì lúc bây giờ là xin kể xương sơ lược về cái gia đình của ông Đức Cố. Thì bà Cố đó, là ông Tư Trái được đốt trong tù rồi nhưng mà không thoát được cách của người Pháp, nên bà Cố bỏ máy rối một cái đòn bánh tét và trong đó để lá thơ và một cái con dao gửi vô cho ông Tư Trái, và nếu con không thoát được cách của người Pháp thì con đừng làm mất cái tiết của cha mẹ. Thế là ông Tư Trái ông viết cái tên mà giữ ngục trong tù, thì ngày tự tử chết luôn. Và chung ca nghĩ khí như thế thì theo lời mà mấy câu thơ của Đức Cố mà để lại Bắc Hủ đó, thà thua xuống láng xuống binh, nếu ra đầu giặc đó thì lỗ chung quân thần, nên ngày không bao giờ là nghĩa là đầu Pháp. Còn Đức Thầy cho biết là thù giặc Pháp làm người phải trả, mà thù tham quân bởi pho quá ngang tàn, nước mắt đâu dễ ngồi an, mượn gươm lê lý dẹp tan quân thù. Và Đức Ngài đó là Đức Thầy chúng ta hôm nay là tăng sĩ huyết dùa am bế cửa tuốt gươm vàng đến ngửa sông pha, đền sông để nước thù nhà thiền môn chở gót Phật Đà Nam Mô, chừng ấy mới tịnh vô nhất vật bụi hồng trần dứt sạch cửa không. Chuông linh ngăn tiếng đại đồng ta bà thế giới sắc không một màu, Sài Gòn đến trống lầu đã mở đều về nhau cửa mở xuống xe. Khuyến năm chung chức mùa hè là Đức Thầy với ông Thi sĩ Việt Châu đã đi về Sài Gòn. Và trở lại cái sử thứ hai, cái sử thứ hai thì theo lời tiên tri á, là của ông Ba cho biết á, là trung sử đông lộ hết làm hết ăn, thì cái Di Linh là cái nơi quản trị là cái mùa hè đỏ lửa năm 72 đó, cái bệnh đó là nói chung ra cái nạn đó là chiến tranh ngoài đó đó, là nói chung ra là Mỹ nó tàn phá đó, là nên đó là sát trầm sát, gọi là trung sử đông lộ hết làm hết ăn, là sát trầm sát mà ai không làm ăn gì được trơn, gọi là trung sử. Còn trở lại hậu sử thì đây đó là hậu sử dân giáo giáo văn, mà hai cái đó ra rồi thì cái hậu sử dân giáo giáo văn này chưa thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Thì lúc thầy mà khi mà ngài về ở nơi cái nhà bàn đó, ngài mới đưa cái ngón tay về mà lộ dân giáo giáo văn đó, Đức Thầy cho biết là sau này thay thành núi mà máu thành sông. Còn Phật Thầy Tây An mà mượn ông tay mà ra chính bổn á, mượn ông tay ông Ba mà ra chính bổn đó, mà Phật Thầy Tây An đó ngài quy y với ông Mai Nhu, mà ông Mai Nhu này xin kể lịch sử đó là cái mộ phần xác của ông đó là Hai Nhu bây giờ ở Kinh Tà Bang, ở nơi cái Long Mỹ mà chúng tôi có đi xuống dưới dự cái lễ dỗ của ông Hai đó. Mà lúc cố trong mặt rồi thì ông Hai ông buồn lắm, ông Tư Trái thì rất trong tù, còn bà Cố thì chung là chồng dâu nuôi tầm để về nuôi binh cho nghỉ cho ngày một hẳn. Thì ông Hai ông buồn, ông mới uống rượu hoài, nhưng bữa trưa nọ đó là ông mới dạ dạ, ông dạ mấy tiếng thì ông vô trong phòng,
Ông vô trong phòng thì lúc bấy giờ đó là ông không có nói năng gì, nhưng mà khoảng mấy ngày đã mới ra thì anh em đồng đạo ta mới hỏi vậy chứ sao tôi thấy ông dạ dạ mấy tiếng này ông vô trong phòng ông làm gì vậy. Thì ông hai mới trả lời rằng là cha thấy cha ta về gầy quá, thôi từ đêm đến ta không có ăn nhậu nữa mà phải lo tu luyện. Thì lúc bấy giờ là ông hai ông tu tập ông đắc đạo, ông ba thới ông qua xin quỳ với ông hai. Và đức thầy cổ nhất đó là những sấm truyền xưa của Phật thầy Văn Đăng Kiếm, mà tuy từ biết xưa để lại nhiều câu thẩm thiết mà nó ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nó rất độ nồng, mà câu hữu lý bất tòng có sánh. Thì chỉ có bà Phật thầy Tây An bữa bằng tay của ông ba là ra cái chính bổn mà ông ba ông nói thiên cơ rất nhiều. Vì vậy từ bây giờ đến qua đến cái lúc này là cái lúc là hậu sử dân giáo giáo dân. Bởi vì tiền sử và trung sử, hậu sử dân giáo giáo dân mà thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Như vậy thì nhà bàn thẩm thiết cho đất nước luôn. Nhưng mà cái đoạn văn này thì theo lời tiên tri của đức thầy thì ngài nói là trong cái bài Lỵ Tam Châu là Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tầng bang hậu hạnh tiên diêu động, nam quốc lương dân kiếm nguyên xa, hồn qua đô hội lưu dân quyết, dương đảng dọc ngang khắp ba. Đó là trong cái bài Lỵ Tam Châu. Thì bây giờ đó là chúng tôi xin nói thêm một cái đoạn này mà vừa qua đó là cho hậu hỏi từ cái đoạn văn này đó là trong bài Lỵ Tam Châu này gắt lắm ạ. Cái bài này phải nói rất là gắt. Mà nếu chúng ta không có cái căn cứ đó mà chúng ta giải mà về cái phần mà Lỵ Tam Châu ở ngoài cái biển Đông thì nó không phải. Bởi vì thầy nói nơi đây là nơi cái vùng Lỵ Tam Châu là hữu ngạn, là nơi cái vùng đó là An Giang chúng ta. Mà trong cái An Giang chúng ta là cái hậu sử cho cùng. Nên đức thầy cho biết là trong cái thời kỳ khi mà đến này đó, mà đức thầy cho biết là Thất Sơn với Lọn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dốc dễ trơn, nước kia lửa nọ tung bừng, thảm cho thế sự lễ lừng nặng tay, thời cũng bởi không ai tu niệm. Cứ lặng lơ ngạo biến khoe khoang, đến nay là buổi khoa tràng tam thiên lục bá, khắp tràng hải dân. Thì đến cái lúc này là lúc hậu sĩ dân giáo giáo dân, mà hậu sĩ giáo dân này chừng nào là theo chúng tôi nghiên cứu đó, thì những cái thời gian mà Phật Thích Ca Mâu Ni đó ngài nhập niết bàn 80 tuổi thì chúng ta hưởng lễ kỷ niệm năm Canh Tý là 2020 là tròn lại 80 năm, 81 năm thực sự là tròn lại có 80 năm mà thôi. Thì từ cái tứ sử này mà theo lời tiên tri của ông Sư Giả Bá Khoan cho biết đó là sủ dần vốn thiệt hẳn hồi, cầu trời khẳng Phật sống coi lập đời. Vì vậy thì bây giờ là sủ dần là cái sủ thì năm con trâu, mà cái dần á thì vào năm cọp. Như vậy thì cái cọp kỳ này đó là cái năm nay đó là cái năm Tân Sửu, mà cái tháng 12 này gọi là cái tháng Tân Sửu luôn. Nó ngộ cái là cái năm nó là Tân Sửu mà là cái tháng 12 là cái con trâu nhỏ mà là thêm cái tháng Tân Sửu nữa. Rồi qua cái nhâm dần thì cái tháng Giêng là cũng tháng nhâm dần nữa. Như vậy thì bây giờ đến để thầy mới đưa ra cái bài Lỵ Tam Châu mà đức thầy dạy là cho hết trơn toàn thể trong cái năm châu thế giới, nhưng mà thầy riêng đặc biệt là nơi đất nước Việt Nam chúng ta. Thì Tam Châu đó là mình muốn nói là nơi cái hữu ngạn là cái vùng châu đốc nó chạy dài xuống. Mà ngày xưa đức thầy có nói giấc hương khi thầy về chỗ đốc đó, thầy có lấy cái dây mà thầy cuộc trong cây me đó, là đức thầy nói sau này nguyên nó xuống tới cây me này, và nếu cây me này còn ngã xuống nữa thì nó trên ra đó là nguyên còn xuống nữa. Thì chỉ có cách là châu đốc, châu phú và châu thành, thì bốn cái châu đó là nguyên nó sẽ xuống một cái dọc đó. Mà cái dọc đó thì nói chung ra là nó xuống rồi không phải một nước nữa, nhưng mà nó xuống vậy là năm nước, là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ dân giáo đó, máu tràn thành sông, đổ nhật, đổ nguyệt, đổ phong, đổ năm, đổ tháng, đổ trăm ngày giờ, đổ cha lại đổ nhà thờ, đổ cồn, đổ bãi, đổ cờ năm ban, trời xây Âu Á bốn phan, nước tràn bài cổ chấn an thời kỳ, chuyển lưng qua bực biên thì ngửa nghiêng, trời đất lập kỳ thượng quân. Mà cái kỳ này đức thầy cho biết là sẽ chuyển lập hội long qua để chọn cái đứng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn, để giáo truyền đại đạo và định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Và ngày xưa khi đức thầy còn hoằng pháp độ sinh cho tất cả chúng sanh ở nơi tổ đình, thì có nhiều đồng đạo hỏi mà thầy nói là mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa,
lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Như vậy thì Nam Đạo hỏi chứ Đắc Cà là gì thầy? Thầy nó hỏi mấy ông nhà nho đó coi cà là gì. Thì đất là thổ, thì chúng ta phải cặn một cái cặn biên. Mà cái cặn biên kia này nó xuống, nó là như nãy chúng tôi có nói là nó xuống sẽ năm nước. Như vậy thì bây giờ Tam Châu Hữu Ngạn là cái bờ mặt của bên đây là chỗ dài xuống, Hữu Ngạn là lũy nhỏ xa. Thì khi mà năm mưa nó xuống rồi thì biên nó dùng là tam sạch, một là giết sạch hay là phá sạch, một là giết sạch hay là phá sạch, ba là đốt sạch. Như vậy thì bây giờ đó là nó xuống tới đâu thì nó làm nó ngập tới đó. Mà kỳ này đó là Tam Châu Hữu Ngạn lũy nhỏ xa thập bát với ban động con qua, khi mà biên nó xuống rồi kế đến là núi nổ, thì núi nổ này đó là 18 nước kéo qua. Mà cái thầy biết là ai muốn gần bệ Ngọc Long Sa thì phải ráng lập thân lưu trí. Như vậy thì bây giờ là chúng ta lập thân lưu trí lên trời ngày kiếm được trời, mà sau này chúng ta lập được cái ngày mà khi mà vô đạo nó qua rồi đó thì coi chư quốc tinh dành cho báo, mà coi gì này là coi được Phật được trời, mà coi phép lạ của tiên của thánh. Như vậy thì bây giờ đó là khi 18 nước cái qua rồi thì kế đến đó là năm trời nó nổ luôn. Bởi vì đó là ông năm trời ông nổi lên rồi thì nói chung ra đó là năm châu thế giới này khi mà vô thấy đền vàng địa ngọc rồi đó thì nói chung đó là nó sẽ chiếm cái dành cái đền vàng địa ngọc đó. Rồi tới năm trèo nổi thì không có dành được cái nữa mà lại dưới năm trèo. Nhưng mà theo ông Ban cho biết á là hào quang chiếu khắp Nam Bang, đủ châu nó thấy tan qua xóm làng, thì hết con châu này thì sẽ tan qua xóm làng. Còn thêm là vị tri Phật thầy Tây An đó, ông cho biết là sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu, núi lắm núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, mà cách đây là 150 năm nó mới hiện bài ca sự thật là có sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu. Cái gì nghĩa là con sông lớn vậy mà thế mà sông Tiền Mỹ Thuận Bắc Cầu rồi thì núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây, thì tôi đến cái ngày lễ qua đại hội. Còn thêm nữa là cái năm quan trọng năm tới này thì theo mà là tiền tri của ông Ba đó là Phật độ cho mắt con trâu thôi, thì tam thinh xuất hiện đâu đâu những mình, là muốn nói tới ba tiếng nổ. Tại sao mà bây giờ chúng tôi lại nói thêm như vậy? Là tại vì cái thời gian nuôi dưỡng của thầy đã hết rồi, đã 81 năm là tròn lại 80 năm rồi, là Phật Thích Ca Mâu Ni niệm nhập cái bàn 80 tuổi thì đức thầy như chúng ta cũng không còn nuôi dưỡng nữa. Mà không phải riêng nước Việt Nam chúng ta mà năm châu thế giới, đức thầy cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát mà cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu thì nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ miếng di thương hải dùng thép màu lập lại từ ngon. Nên là tiên tri của thầy cho biết đó là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng cao thăng nhìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng, mà cái ngày dành cho mình đó là quá thời gian quá dài dặn rồi. Như vậy thì bây giờ đó là ngài mới nói rằng cả kêu danh chính hỏi ôi sao không thức tỉnh diệt đời gần bên, khổ đà đi tới như tên. Mà bây giờ quý vị xét coi có phải năm nay đó là từ cái tí mình trở lên nó tới như tên chưa? Ráng lo tu tu niệm tìm nền vinh hoa và vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân, thì từ cái tí nổ lên là cái sự khổ của chúng sanh này nó tới nhanh như tên vậy đó. Hết cái chuyện này đến cái chuyện khác, hết chuyện khác đến chuyện khác nữa. Mà Đức Thầy chỉ tổng kết cho mình với cái câu là hai câu là đối đau thôi. Thầy cho biết là đôi lời nhắn ngủ khóc đau đau dạng vật từ nay luống thảm sầu, áo não thương đời đa đối khổ mà u buồn trăm họ giữa vậy câu. Từ 1945 đó là chúng ta bị cái nạn đói, rồi cái bị cái nạn hạt nhân, thì nói chung ra đó là sẽ đến cái giai đoạn là người ta chết không thể tả nổi, mà Đức Thầy đã tiên tri đó. Người không chết đất tê chật thay, dòm xem bắt thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được sát thân thì là đại ngọc các lăng giữa kề, tướng trần ta cũng ráng thời đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Thưa toàn thể lương vị,
Nếu mà đến cái lúc là miên xuống rồi thì núi nổ rồi 18 nước kéo qua. Kéo qua rồi thì nói chung đây là mấy lúc là tập bắt chỉ ban động con qua. Thì dương gian bảnh thú tự tàn ác. Thì tất cả đó là những tâm trong thế giới này nó kéo qua là 18 nước, đó là cái người ta mà nó đeo cái bảnh thú ở nơi cái dây. Cái gì ai là mảnh thú cái này mảnh thú cái kia đó là gọi là mảnh thú trời tàn ác, thì nó sâu xí cái nhau là bị gì đó chúng tranh tàn khốc, cũng là vì tham không, bởi vì chiến tranh kỳ này gọi là chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên, nghĩa là vì cái tàn bạo gây nên đó mà nó sâu sát với nhau, nó sâu sát với nhau. Mà trong cái bài quay cổ thì ta biết á, liếc nhìn thế giới can qua ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đầu duyên, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho dân mà khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường. Thì chúng ta đó là thấy rằng là năm châu thế giới này nó hại những thứ độc không, và nó chế thứ độc không để giết loài người, mà chỉ có Phật đó là ngài đó là một vị là lâm thàm mà Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương dân ái. Nếu năm châu thế giới này ai cũng ăn chay, ai cũng cũng cúng lại, ai cũng niệm Phật, ai cũng làm lành thì không bao giờ có chiến tranh. Mà tại vì nó là loài người bây giờ đến lúc là độc ác rồi, xô xát rồi, giành giật rồi, sâu xé, nên như vậy thì thịnh thiên á là giả tàu mà nghịch thiên giả dòng, nên là Đức Ngọc Đế muốn trừng trị thành trần gian thảm thước. Năm 1936 quý vị biết rằng là nghĩa là chúng sanh ngang ngược làm liền, Ngọc Hoàng này muốn sửa tiên cái rồi, mà trong hệ của sơ về hương ra đời biết bao nhiêu vậy mà thế mà tu không được bao nhiêu trấn. Rồi Đức Công Ba ra đời trước Đức Thầy là 12 năm, là mới 9 năm thôi, thì đó là Công Hoàng muốn sửa sổ đó, thì 3 năm sau Đức Thầy ra đời giải đạo. Mà dành cho chúng ta hôm nay đó là 80 mấy năm rồi thì bây giờ đó còn chờ đợi nữa. Đó, vậy thì ta dừng tay chờ đợi lĩnh thiên, thì Đức Ngọc Đế sửa phân như chúng, là đến lúc sửa phân đó. Vậy thì dương gian bệnh thú trừ tà ác, Lê Thứ Hậu Lai. Lê Thứ Hậu Lai là Lê Thứ là chúng ta, ở đây trong nước Việt Nam chúng ta gọi là Lê Thứ, mà Hậu Lai, Hậu là sau này. Mà sau này đó là sau là chừng nào? Thì theo chúng tôi đã có nghiên cứu kỹ đó, là Tiên Tri Quốc Ngài đó, là từ cái kỷ Hợi mà đổ về trước đó, là các ngài còn nuôi dưỡng. Mà từ cái mà tí mà trở về sau này đó, các ngài không còn nuôi dưỡng nữa, mà để tự biết là ngũ niên. Ngũ niên tức như là ngũ là năm, mà niên là năm, là năm năm. Diễn lự, chỉ diễn xảy ra lự là lo, vì ngũ niên diễn lự cơ hàng. Là từ cái tí mà đổ lên là đối đau rồi đau khổ không cho có ngày là mà trở lại trong ngũ niên diễn lự cơ hàng. Đến trường khôi phục hướng đoàn nói yên, bao la canh Phật có tiên, tòng mai liễu trúc tỉnh viên thơ màu, ngũ văn năm sắc năm màu, kỳ quy và phụng lao sao vô mình, gian dày sấm nổ chuyển linh, tỉnh tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ hao mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thể than. Như vậy thì dương gian bảnh thú trừ tà ác, Lê Thứ Hậu Lai khổ thiết tha. Khổ lắm mà, cái gì à, kỳ này là nghĩa là châu đốc An Giang mang nghệ cả đàn cả đó, hồi nào trước ngày nuôi dưỡng tới lúc bị xử phạt rồi là khổ lắm mà, nó khổ đó là không thể tả nổi, bởi vì đó là nơi có trung tâm hòa hảo, nơi Đức Thầy xuất phát từ cái đạo. Mà quý vị đã biết là bây giờ nó bệnh dịch bây giờ, nghĩa là nó lan tràn tới rồi, Ấn Độ cũng vậy. Như vậy thì cái ngày có đó còn nuôi dưỡng nữa. Đó, như vậy thì về Lê Thứ Hậu Lai khổ thiết tha mà tằng ban hậu hẳn, tiên diêu động. Bây giờ đó là tằng muốn nó tới miên, mà miên nó xuống rồi thì như chúng tôi nói nãy là nó qua liền mấy trận đàn đó. Như vậy thì bây giờ đó là nó xuống rồi, nó cài thì nó cài vào cái mùa hạn. Hạn thì có 3-4 năm. Như vậy thì giờ có mùa hè. Mà chúng tôi xin nhắc lại cái lời của ông Bắc Kiệt Lan. Hồi xưa Bắc Kiệt Lan ông giỏi đó, ông có xuống dưới lòng ông cấm đó. Thì ông có để lại tám câu thi đó là ông nói là ông cấm dị quyền chí nguyệt long. Ông đi lòng ông cấm là quý báu lắm, mà có lòng có cái hàm rồng lớn lắm. Thì chỉ đó là hào quang sang lực cái dưới, mà bát môn ngọc bích đẳng bên trong dưới lòng ông cấm là có 8 cửa. Là 8 cửa đó bằng lưu ly phổ phách sa cờ đó là ngọc bích không à. Vậy thì bát môn ngọc bích đẳng bên trong là ở trong dưới lòng ông cấm á. Giặc y đa giáp kim khôi mão, giặc y là quần áo và kim là vàng, và những cái gì mão của vua đều bằng vàng, là vàng ngần vắng, vàng lấm lánh hết. Lan thấy tận tường chẳng phải không, bắt lại lan thấy hết. Ẩn khước từ quan dân lệnh thánh, là các ngài khuyên ông thôi bây giờ ông từ cái khước làm quan đi, rồi xuống đây tu đi.
là ông làm sĩ hiền và dẫn đến về mông xuống dưới làm hiền là tổ hiền. Ông chờ mong là cái ngày khi đền vàng điện ngọc này mà lộ lên trên cái thế gian này là chừng nào đó thì ông cho biết đó là ẩn khước từ quan dương lĩnh thánh sĩ hiền hoài vọng hướng trời mong quy hoàng nam bắc biên canh kỹ đến nước Việt Nam chúng ta là vừa qua cái bệnh dịch cúm lần thứ nhất thứ hai tôi nói rằng rất là quy hoàng nên cho thế giới mà còn khen là nước Việt Nam trị bệnh dịch cúm corona rất giỏi đề từ cái bóng đá đề từ kinh tế Việt Nam là phải nói rằng là nam cho thế giới đều khen lại Việt Nam gọi là quy hoàng nam bắc biên canh kỹ mà canh là canh tí mà kỹ kỹ hợi nhưng mà tới cái ngày mà năm nay đó là nó kết thúc rồi thì ông Bác Sĩ Lan cho biết á điền phá sức dương giáp bát ông thì phá điền nó là thiên thủy sức như vậy thì bây giờ đó là năm tới này đó là cái năm tháng 3 đó tháng 3 là tháng giáp thìn mà cái tháng tư đó là tháng ất tỵ như vậy thì đó là điền phá sức dương giáp bát ông còn lời tiên tri con ba đó ông cho biết là thìn tỵ sức lâm chiếu cố dẫn thời quán thấu tráo mưu thấy cuộc thế chẳng tư mà tư mới lạ bàn được mấy cực kỳ nghiệp giả e như sanh thù hòa bắc an bàn được mấy thật thật tiêm tơ tiêu ban người thiệt gia lâm nạn hay là tỷ thần thần tỷ tranh hành hai ngôi như một người lành bất tư như vậy thì bây giờ là trong cái thần tỷ này mà đức thầy cho biết là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng thì trễ nải khó qua nẻo cọp xà cọp thì chỉ cho đó là giàu cái năm nhâm dần và tỷ thì chỉ cho cái tháng tư mà thầy chỉ biết là ức niên bình thự kiến quân thần là vào tháng 3 tháng 4 của sinh năm thì nếu chúng ta mà từ đây đến mà không tu thì không thể nào mà tránh khỏi cái đại họa được quý vị. Như vậy thì bây giờ đó là lê thứ hậu lai khổ thích ca tầng ban hậu hạnh tiên diêu động thì nó phải xuống rồi đó nó xuống vì này gọi là trước đây thì đất này đất của cao miên về tới ông bà mình dành thì bây giờ nó cũng hạnh nó là hồi xưa đó là cái như ông bà mình cũng chặt đầu lấy làm còn ràng nó cơm nó hạnh nó đến rồi nó lưu truyền hoài nó hạnh hoài nó gọi là hậu hạnh thì tầng ban hậu hạnh là tiên diêu động nam dân kiến lên xa nam quốc đây là muốn đến đất nước Việt Nam chúng ta mà lên xa là xác chết thì đó là thầy nói nơi phía trước thì treo leo tắc xe như lộn là cơ những nghèo nơi phía trước treo leo thứ cấp người ta sẽ không làm đứng đứng sau lưng á thì hình dốc dưới trên là xác chết định tới giò thì nước kia lửa nọ tôn bình nước kia lửa nọ tôn bình thảm cho tới sự lễ lừng nặng tay thì phải đến cái lúc đó như vậy thì bây giờ là đến cái lúc đó là phồn hoa đô hội lưu dân quyết phồn hoa là nơi đô thị mà lưu là chạy quyết là báo như thì phồn hoa đô hội lưu dân quyết dư đảng dọc ngang khắp ma như thì bây giờ đó là chỉ còn có quay dịch con đường đạo mới tránh khỏi những cái ngày đại họa đó còn nếu mà chúng ta không quay dịch con đường đạo thì chắc phải đi vào cái đại họa mà cái đại họa kỳ này đó mà thầy cho biết á kẻ tà gian sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cầu tại vì đó là cái kỳ này đó là đến cái lúc là để tam thế chiến bùng nổ rồi thì đức thầy cho biết là can qua binh lửa sát sinh linh khẩn giái quan âm chúc tịnh bình giọt nước cành dương ma tứ tắc cuối lời đời an lạc khánh giao chinh lòng người muốn khỏi quả đau binh như phật trời quay sắc ngọc đình chỉ tội cho xong lời ác bạo thì công đồng thực phạt khánh giao chinh hay là thiên cơ có lỗ can qua gẫm trăm thế giới còn đổ ba phần nếu chiến tranh này bùng nổ thì còn hai với ba thôi còn nếu không thì như chúng ta không tránh khỏi ngày đại họa đó thì qua cái lời trao đổi và đại hội đại hậu thì chúng tôi xin trình bày trong cái ngắn gọn cái clip buổi chiều nay bao nhiêu đây cho quý vị chúng ta để vừa theo dõi vừa tìm hiểu trong cái lời tiên tri dự báo của thầy và mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta nghe được clip này thì chúng ta mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập phân hồi này hay là tu kiếp kiếp nó không quá trễ trình đối đầu có kiếp cuối cùng mà chúng ta đã đối đầu hết rồi thì bây giờ mong quý vị chúng ta cũng quan hệ những gì mà chúng tôi trao đổi thì có gì sơ sức thì mong quý vị chúng ta cũng thông cảm và bổ chính thêm để đời làm để cho cái tinh thần Phật pháp để cho anh em các nơi tu được thực hiện lúc quan hội và trước khi dứt lời thì nguyện mười phương chư Phật có linh của đức Phật đức thầy cùng quan thịnh đẳng đệ thần mà chư vị chư thần vĩnh năm non bảy núi gia hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn là tỉnh ngộ để đời tu cho kịp thời kỳ luân qua đại hội khi đức thầy đã gót nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật dạ nam mô a di đà phật con và chú huynh thành hậu cũng chân thành cảm ơn chú tư